Nintendo tiếp tục xả khó tiếp cái dòng khoang Master nhé, Master công nghiệp của nước luôn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu tiếp tục xả kho tiếp cái dòng khoang Master nhá, Master công nghệ của Đức luôn. Đây, cái con máy khoang này có bán chị nhá, tem nội Master, đây được đúc ở trên đây luôn nhá. Đây, đầu 13 ly này, đầu sắt này, cái này có thể dùng khoang sắt, khoang gỗ, tuyệt vời luôn, được bảo hành chính hãng 6 tháng này các bác chị nhá. Hôm nay Minh Châu xả kho luôn cho các bác chị với giá là 360.000 thôi nhá. Đây, dây nguồn này dài tầm 2 mét, khóa mở này nhá, bằng thép trắng này, thép này là như thép không rỉ luôn các bạn chị ạ, có gắn cho chúng ta ở trên đây luôn. Đây nhá, con máy thì ở trên đây nó có hai chức năng để đạo khi mà mình sử dụng khoang sắt hoặc khoang tường này. Khoang tường là bên chế độ búa nhá, khoang sắt thì ở chế độ mũi khoang này. Đây, nó có hai biểu tường này nhá, cả hai đều làm, hai bên đều làm khe thông gió này. Cánh quạt ở bên trong này làm mát cánh quạt bằng nhựa trắng luôn nhá, nhựa cao cấp luôn này. Quá chị thấy không? Một cái con khoang rất là liền lạc, không có nhựa thừa luôn nhá. Nhựa cao cấp luôn này. Nhá, bên trên nó cũng làm mát để khe thông gió để nó hút gió làm mát cho động cơ này. Nhá, đầu khoang là đầu kim loại nhá. Đầu kim loại 13 ly. Nhìn rất là chắc chắn và nhìn này, nó nhẹ chưa? Hàng rất là ok luôn, đạt tiêu chuẩn công nghệ luôn quá anh chị ạ. Đây, thương hiệu Master này, điện sử dụng là 220V, 5 cho đến 60 Hz, công suất là 750W của anh chị ạ. Tốc độ là có điều tốc nha, từ 0 cho đến 3.600 vòng trên 1 phút. Đầu khoang là 13 ly. Ở đây khoang điều tốc này, cái dòng Master này nó là công tắc, nó được từ tích hợp cái bộ điều tốc ở bên trong nhé. Các anh chị bóp nhẹ thì nó sẽ chạy nhẹ, bóp mạnh thì nó sẽ chạy mạnh nha. Mình bóp hết cỡ thì nó sẽ chạy hết cỡ nhá. Còn mình bóp nhẹ nhẹ thì nó chạy, nói chung là nó điều tốc từ 0 cho đến 3.600 vòng trên 1 phút. Tuyệt vời chưa? Đây, một con máy này, các anh chị nhìn kỹ coi. Đằng sau này được tạo khe, tạo rặn và tạo chấm bi này để khi mà chúng ta cầm nó không trơn trượt này nhá. Khi mà mình sử dụng ở bên trên, thường thường những cái anh em mà sử dụng bắn tôn nữa thì hay cầm như vậy này. Họ cầm tuyệt vời chưa? Nhá. Bắn tôn khoang sắt ở cái tư thế như vậy thì tuyệt vời luôn. Mạnh nhí xuống luôn. Ruột đồng nhôm thép 100% nhá. Máy đi kèm là một cái thước, thước cự để khi chúng ta khoan tường nó không bị xuyên qua tường của nhà bên cạnh nhá. Đây. Cái thước cự với cái tay nắm phù này. Tay nắm phù này các bác chị nhá. Mình cầm về và khoang là rất là ok luôn. Ở đây thì có cái thước cự này. Mình có cái nút ở đây nè các bác chị nhá, kéo ở đây ra, đẩy cái thước cự vô. Vậy khi mà mũi khoang mình muốn khoang bao nhiêu thì mình cứ cho cái này ra thôi. Đó, vậy là tuyệt vời rồi. Quá trời ok luôn. Đó, một con máy được trang bị đầy đủ nha. Phụ kiện để sử dụng luôn, có hộp luôn nhá. Hôm nay Minh Châu xả kho luôn cho các bác chị 360.000. 360.000 mà được bảo hành chính hãng 6 tháng thì các bác chị yên tâm khi sử dụng luôn nha. Ruột đồng nhôm thép 100% rồi. Rồi, hôm nay Minh Châu sẽ test thử cho các bác chị xem khả năng làm việc của con máy nhá. Đây nhá. Rồi, mời các bác chị cùng em tham khảo. Đây, các bạn chị sẽ thấy khi mà công tắc này nhá, mình bóp nhẹ này. Đó, bóp nhẹ. Đó. Bóp nhẹ nó sẽ chạy nhẹ, bóp mạnh chạy mạnh nha, có khóa công tắc luôn nhá. Khi mà mình muốn hoạt động nó chạy liên tục, chạy lâu dài thì mình cứ bấm vô khóa công tắc nó chạy luôn nha. Rồi, bây giờ Minh Châu sẽ bắn tôn để các bạn chị tham khảo thử nhá. Đây. Đây khán. Này là bắn tôn, bắn xà gồ, khoang sắt, khoang gỗ là tuyệt vời luôn. Đầu 13 ly quá trời ok luôn các bác chị ạ. À, chế độ khoang sắt này. Em đang chế độ khoang tường nó hơi ồn. Này là nó
nó khoang là nó tuôn luôn chứ. Thấy không? Rất là mạnh luôn. Tuôn mà không nghe ngóng gì ở cái tay luôn á. Đó, tuyệt vời chưa? Cực kỳ lực luôn. Dí. Mạnh hết cỡ luôn nha, em đè cả người xuống luôn nha. Đi ầm ầm luôn. Nó chạy mà xuống tới sao nó tuôn luôn. Ở cái sago rất là dài dằng nha. Này. Rồi, em sẽ khoan sắt để mọi người tham khảo nè. Đây, cái khóa này mình sử dụng nè. Em thường thường thì em quen dùng tay chứ. Đây, khóa này nhá. Kê vô đây và siết làm một cái là nó cứng ngắc luôn của anh chị ạ. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ khoan tường này. Khoan tường thì em sẽ để qua chế độ khoan tường nhé. Nó sẽ có búa nhé. Các anh chị thấy không? Ở cái bê tông mà có đá mi này nhá. Có đá mi rõ ràng luôn nhá. Đây, em khoan cho các anh chị thấy này. Thấy không? Ở cái bê tông có đá mi mà nó khoan cửa đó đó. Cực kỳ lực luôn. Đó, thấy chưa? Cực kỳ khỏe luôn các anh chị ạ. Thật không thể nó mà tin tức nổi về cái con máy 13 ly của thương hiệu Master này. Nhá, không nóng một tí nào luôn. Em bảo đảm luôn. Đó, thấy không? Khoan không có một tí hơi nhiệt luôn á. Rồi. Có bán chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các chi nhánh của Minh Châu nhé, hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để xem và theo dõi những video tiếp theo của máy xây dựng Minh Châu nhé. Có cái nào mà sale mà phù hợp thì mình ủng hộ Minh Châu. Rồi, chào tạm biệt các bán chị.